Tuấn Vĩ xin chào các cô chú và các anh chị thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vĩ thấy trong máy mình có 2-3 cuộc gọi nhỡ của vợ ông Lựu. Nên là Tuấn Vĩ gọi lại thì vợ ông Lựu có trình bày cho Tuấn Vĩ hai vấn đề mà giờ đây Tuấn Vĩ muốn cập nhật tới cho quý vị được biết. Bởi vì trong thời gian qua cũng rất là nhiều mạnh thường quân có gửi tiền cho vợ ông Lựu. Rồi vợ ông Lựu có đề cập đến cái số tiền 15 triệu mà các cô chú anh chị đã gửi cho vợ ông Lựu đó. Thì số tiền đó vợ ông Lựu làm gì? Thì hôm nay vợ ông Lựu có nói cho Tuấn Vĩ hay. Và quý vị thấy vợ ông Lựu làm vậy nó có hợp lý hay không? Nha quý vị nha. Thứ nhất là về vấn đề tiền bạc. Điều thứ hai nữa là vợ ông Lựu có kể cho Tuấn Vĩ nghe một câu chuyện là hình như năm ngoái thì vợ ông Lựu có bắt được một con ếch mà cũng rất là bự và rất là vui mừng khi về làm thịt cho con ăn. Nhưng mà trong quá trình làm thịt ở bờ sông đó quý vị, thì hình như chặt nó 2 giò 3 giò gì đó, đại khái là chưa có mổ bụng nó thì nó ruột ra nó chạy và vợ ông Lựu kiếm không có ra. Rồi sau đó bỗng dưng khoảng chừng vài tháng sau thì con ếch đó nó xuất hiện. Và con ếch đó nó làm gì và khiến cho vợ ông Lựu cũng sợ. Nay về sau thì vợ ông Lựu nó sẽ hạn chế đi bắt con này con kia. Rồi hạn chế cái việc mà sát sanh. Mời các cô chú và anh chị chúng ta cùng nghe vợ ông Lựu kể như quý vị nha. Con nghe chú. Ủa thì chú thấy cuộc gọi nhỡ con gọi chú có gì không? Dạ con thấy hồi sáng con thấy nè, con không biết mà con điện lại con hỏi chú, con tưởng chú điện con. Đi bắt vậy cua hả? Vậy. Dạ. Nay sao nào đi bắt cua nữa hả? Dạ đi bắt cua mấy gà dịch bệnh quá trời chú ơi, nó tào lan hết trơn rồi, con không dám đi đâu hết đó, con đi bắt cua già rồi con ở rừng nhỏ mấy nhỏ nhà đi hái rau rồi ăn. Chứ con đi hái con muốn á, con giúp đỡ cho mấy người trên phố á, con đi từ thiện tao lấy nè. À con đi hái rau muống thì con gửi vô từ thiện á hả? Dạ con hái được mấy chục ký rồi con mới hái về nè. À rồi dịch này kia vậy rồi chú cũng không có đi đâu hết á, chú cũng không có dám đi nữa. Dạ. Rồi nay bắt được nhiều không? Dạ con bắt được 4-5 ký hến với ốc, con để dành con ăn luôn nè. Rồi ông Lựu có làm gì không? Dạ anh Lựu anh giữ con đi bắt. Chồng ở nhà giữ con, vợ đi bắt. Dạ cái bữa, để con kể cho chú nghe, cái bữa mà chú cho con tiền á, hai lần á, con cha con cái bữa mà cha con bệnh á, cái mẹ con mới thiếu nợ người ta đó, rồi người ta đòi quá rồi mẹ con em con nó mua được miếng đất được 13-15 triệu. Cái xong cái người ta đồ quá, cha con chết bữa ngày 25 tháng 8, cái con lấy được 10 mấy triệu 15 triệu con trả cho người ta mua miếng đất cho mẹ con ở. Con tính đi gỡ nghe lời chú, đi gỡ ngân hàng mà cái thấy mẹ con khổ quá với nuôi con dữ đó, rồi con nói để con nói với chú một tiếng. Nói ý là nói là con lo cho mẹ con á hả? Dạ, tại vì mua miếng đất á, muốn nhà trọ mà cái miếng đất á, bề ngang có 3 thước, bề dài 4 thước, 5 thước gì à, mà người ta bán 15 triệu, rồi thấy người ta đòi quá trời, rồi con thấy vậy con nói với chú, để khi nào con nói với chú. Thật ra cái chuyện tiền bạc đó thì là con kia vào cái việc gì mà con thấy có ích lợi, chứ còn ví dụ như cái chuyện là mua đất hay là không mua này kia thì chú không nằm trong cái hoàn cảnh đó, cho nên là chú không có biết thế nào để mà khuyên con. Miệng là đừng có nghe lời ai cho người ta vay rồi cuối cùng rồi lấy không được thôi, chứ còn ví dụ như cái việc trong gia đình con thì cái đó là tùy con định liệu, con chi tiêu làm sao cho nó có ý nghĩa cái đồng tiền đó. Dạ chứ con mua bà nội con đó, bà bệnh đau gầy hoài, con mua thuốc mấy gài con cho bà đi khám bệnh lùm lum chân, con cũng thấy hoàn cảnh của nội con cũng khổ già mà không có ai nuôi hết. Còn hôm bữa là con với hàng xóm có yêu cầu chú là qua ghi nhận bà nội rồi giúp đỡ cho bà nội này kia, nhưng mà thật sự mà nói đó là con biết không, từ cái việc mà chú qua giúp đỡ nhà con Tiên Vân rồi biết đến con, rồi cộng đồng thương con, ngại lắm. Cộng đồng thương con giúp con, rồi bây giờ con lại kêu chú qua bà nội con, là cái điều đó là chú không thể nào mà giúp hết được cái dòng họ nhà con. Dạ đúng rồi, đúng rồi, con ngại lắm. Theo dạ, như con ngại không được. Đó, nên là
cái việc đó thì trong gia đình tự xoay sở rồi chăm sóc nhau rồi giúp đỡ nhau thôi, chứ chú không có thể nào mà chú qua chú ghi nhận bà nội của con để cho cộng đồng giúp này kia nữa, là ở ngoài xã hội còn nhiều hoàn cảnh nó khó khăn quá, mà bây giờ cứ tập trung vô giúp bên gia đình nhà con vậy nên chú thấy là không không có công bằng. À, cho nên là cái việc đó là như con hôm trước con có đề nghị với hàng xóm cũng có đề nghị đó, nhưng mà chú không có làm được cái điều đó. Dạ con cũng mang cảm ơn ơn mang chú giúp đỡ cho gia đình của con mang ơn dữ lắm. Mà con kể chú nghe con cũng ngại giúp đỡ, tại vì cô nội con á kể cho chú nghe từ nào giờ đó bà nội con sống có một mình thôi, cha mẹ như ông nhà chồng con cũng nghèo, rồi ổng không có cho bả được cái gì hết trơn, bả như bả bệnh đau rồi hỏi đêm hôm cứ tự chỉ thuốc men rồi giảm đau thôi, rồi con mua cá mua mắm cho thôi chứ con cũng không biết giúp gì hơn. Ừ, thì cái điều đó thì con có hiếu thì con giúp bà nội con để mua đồ ăn thức uống rồi này kia, hoặc là thuốc men này kia cho bà nội, thì cái đó là tự chăm sóc nhau rồi giúp đỡ nhau. Cũng là bà của mình rồi, con cái đó tự tự con tự gia đình xoay sở nghe không nghe. Còn cái tiền mà Mạnh Thường Quân có cho con đó thì con làm cái gì đó mà gọi là nó có lợi cho gia đình con và có ý nghĩa, đừng có để mà ví dụ như tiền đó Mạnh Thường Quân họ cũng yêu thương gia đình con mà họ cho con, xong đó con cho người ta vay một này kia đó, mà lỡ Dạ mình con ví dụ có dạ thì đó chú nói gì đó, lỡ mà bị sụt dạ nợ hoặc là bị mất hoặc này kia thì cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân giúp mình nó không còn có ý nghĩa nữa. Họ dạ cũng mong muốn là giúp được mình trong cái lúc khó khăn đó, thì con tự xoay sở làm sao đó cho cái đồng tiền đó nó có sinh lợi cho con nha. dạ Rồi đứa nào khóc vậy? dạ không có Con Út con hả? có là ẩm không cho ẩm. À, con kể chú nghe, tại vì hồi đó mua miếng đất đó, mẹ con chứ là chưa có mua, con nhỏ em con á, cái bữa đó là cha con chết đi không có mua hòm đồ chôn đó, cái bữa 25 tháng 8 á, rồi cái con còn mang bầu đó, rồi cái cha con qua đời đi, rồi cái không có tiền cái đi đi cầm cố người ta rồi mua hòm mua đồ chôn cha con bị thiêu cũng không có đất chôn nữa. Rồi bây giờ á người ta đòi, mà mẹ con thì nuôi con từ nhỏ lớn không có chỗ ở, con thấy như vậy rồi con nói thôi để có khi nào á chú dịp con nói với chú để chú hiểu cho con, tức để nói tiền là nhiêu con xài hết. tức là tiền tức là tiền đó là con mua đất cho mẹ hả, mua 15 triệu gì đó hả, mua 15 triệu đất cho 15 mẹ hả? triệu. Dạ anh ta bán có chút xíu à. Rồi bởi vậy con nói có khi nào vợ chồng con để thổi hoài cho chú hiểu cái hoàn cảnh của con như vậy đó. Con không dám xài mà có nhiều rồi con lo cho con cái hết à. Con với cha mẹ con cũng không dám đồng bạc nào con dám xài hết trơn á. Thì cũng tốt thôi, nói chung là Mạnh Thường Quân có cho gia đình con tiền thì cái tiền đó là con tự con có quyền con quyết định, miễn là làm sao quyết định sao cho nó có ý nghĩa, lo cho người thân trong gia đình thì chú nghĩ cũng tốt thôi. Lo cho con, lo cho cha mẹ, hoặc là lo cho con của con, ví dụ như con của con mà con bắt ốc bắt cua này kia lo cho nó được thì con cái tiền đó mua đất cho cha mẹ, cho mẹ con ở, thì cái điều đó thì cũng tốt thôi, chứ chú không có ngăn cản cái điều đó, bởi vì là mẹ của con mà, chứ đâu có phải là con mua cho người ngoài, hay là mua ví dụ như mua cho trai hay mua cho bồ bịch này kia thì mới nói mới đáng sợ, chứ còn mua cho mẹ mình thì cũng tốt thôi. Chú kêu con gỡ ngân hàng mà con không có làm thực hiện lại chú, sợ chú buồn thì con không dám nói, mà để con nói khi nào á con để chú có việc chú xuống con thổi bài con nói cho chú nghe. Thật ra đó con biết không, cái ý nguyện của Mạnh Thường Quân đó là chủ yếu là giúp cho con của con, chủ yếu là giúp cho con của con, bởi vì thấy nó nheo nhóc quá, thấy khổ, thấy tội nghiệp nó. Còn người lớn đó là không có ý thức được, đã tạo ra cho nó, tạo nó nhiều quá thì không có lo được cho nó. Thì Mạnh Thường Quân thấy thương là thương mấy đứa nhỏ nó không biết cái gì mà cha mẹ lại tạo ra nó, thì đó là thương mấy đứa nhỏ thôi. Còn ví dụ như là con báo hiếu cho cha mẹ thì theo chú nghĩ cũng tốt thôi, chứ không có gì hết, bởi vì ở cái chỗ là đó là cái sự lựa chọn của con, miễn là con đừng có phung phí cái tiền đó, hoặc là đừng có để mất, hay là đừng có cho ai mượn như chú nói đó, là cái đồng tiền đó nó có ý nghĩa là được thôi. À, mẹ con á bả mừng lắm, bả nói nhờ cái tiếng nói lời cảm ơn chú Vĩ, nhờ vậy mà chuộc miếng đất về đó, rồi con nói mẹ con nói gửi lời cảm ơn chú,
để giúp đỡ vận động, để giúp đỡ có thu tiền nhưng mà có miếng đất cho mẹ con ở với hai mẹ con là con với mẹ mẹ con nó còn có hai bà cháu à, tại cha con qua đời rồi, cha con đem vô chùa rồi, tại vì chết không có đất chôn á chú, rồi cái ổng đem vô chùa rồi, ngày 25 tháng 8 á là mới đây chưa giáp năm, mới có 7 8 tháng gì à, rồi cái mẹ con mới nói để khi nào á gặp chú, mẹ con cảm ơn chú. Mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ con bả tuổi con rồng á, năm nay cũng năm mấy sáu năm mấy rồi, Vậy đang sống 60 với rồi kìa. ai? Dạ sống với con gái của con á, Vậy con ha. gái con học lớp 7 rồi. Phải chi mà không có dịch bệnh này chú xuống chú chơi rồi coi đi con đi bắt cua này kia cho nó vui. Cộng đồng cũng rất Dạ là thương con á, thương con nhiều lắm dạ đó, cảm con thấy ơn, đó. dạ cảm ơn chú. Dạ con đi bắt hôm qua con bắt được 80 ngàn, bữa nay con bắt cũng có 100 ngàn, với con hái được 40 50 ký con muốn con cho mấy cái gì mà đi xuống đây gom thu gom á đem về thành phố người ta cách ly đấy chú, rồi người này người kia hái rau cho người ta gom xe tải đấy chú, đem lên cảnh cho mấy người mà bị cách ly đấy chú, con hái quá trời luôn. Rồi con biết không, cộng đồng đó thì nói ngay thấy con á là cho dù con sinh con nhiều là do con không ý thức được, nhưng mà được cái là con chân tình á, nên là cộng đồng thương thì nay chú cũng nhận được thêm một số tiền để cho con, để chú đọc cho con hay cho con vui nha, để cho Dạ. đây nè có nhận được đây mà bây giờ như vậy chú đâu có đi được đâu đâu. Dạ. Để chú đọc nè, chú lấy cái sổ ra chú đọc con hay. Dạ. Tú Quyên à, con nín cho ba nói chuyện cái con. Làm gì ồn quá. Chờ chú chút nha, chú dở cái sổ ra. Dạ. Sẵn sẵn đây chú đọc để cho Mạnh Thường Quân biết là chú đã nhận được là chị Thi Thi Hữu Hương Lê 100 Canada, 100 Canada thì hình như được khoảng 1 triệu 7 đó con. Rồi Dạ. chị Nguyễn Ngọc Thu 500 ngàn của chị Thương Hoài Tăng 2 triệu, của dì Phúc ở Pháp 5 triệu, mà trong đó thì cho Vân 2 triệu, Vân với Tiên 2 Dạ. triệu, còn con 3 triệu thì để chú tính thử coi, 3 là 5 là được khoảng 7 triệu đó con, được khoảng 7 triệu Dạ. đồng đó. Nên cũng báo cho con vui. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Rồi đáng ra đó thì thật sự là con đi bắt cua kia đó là chú không có khuyến khích con bắt cua đâu, bởi vì chú cũng đọc các cái comment của cô chú anh chị ở trên cộng đồng á là nói mình đừng có tạo thêm nghiệp mà sát sinh rồi là bắt cua bắt cá này kia, thay vì là mình phải mua nó để phóng sinh. Thật sự nói là theo như cái thường lệ thì nó như vậy, nhưng mà đó là mình nói trên cái lý thuyết thôi, chứ còn bây giờ đối với hoàn cảnh của con á thì con khó khăn vậy, rồi ngoài cái chuyện bắt cua bắt ốc ra thì con không bắt thì lấy đâu cho con có nó ăn, nên là chú cái đó chú cũng không không biết, chú cũng không khuyên con cái điều đó nữa. Thì con từ hồi nào giờ con đã dậy rồi thì bây giờ cứ thuận theo tự nhiên vậy mà sống thôi, chứ biết làm sao giờ. Còn những người có điều kiện á, những người có điều kiện thì họ mua để họ phóng sinh này kia đó con. Thì nói thì cũng nói cho con biết vậy thôi, còn nếu ví dụ như mà con thấy được có cái việc gì đó mà làm kiếm được tiền ngoài cái chuyện mà bắt cua bắt ốc ra thì con làm chẳng hạn như hái rau này kia đó, hái rau dại này kia ra chợ bán đó chẳng hạn như Con vậy. dạ con ước mơ con kể chú nghe, con có một lần con mướn ao người ta con làm có ăn lắm, con đủ nuôi con luôn đó mà con có điều kiện, tại vì hồi đó người ta cho mướn á thì người ta phải cho đưa tiền trước cho người ta mới cho mướn chồng con nhút á chú, rồi cái ở trên bờ con xả rau xả đồn đi bán, rồi cái người ta thấy con khổ rồi nè người ta giúp đỡ cho con thời gian, rồi cái người ta sẽ kêu phải cho tiền trước, trao tiền trước là 5 triệu, người ta cho làm mà 1 năm là 10 triệu là ma công, là rồi con không có tiền á, rồi con đâu có tiền đâu rồi con mướn, bởi vì vậy giờ con ta cho con mướn kìa mà con không có tiền, con mới mua miếng đất cho mẹ con rồi con còn có mấy triệu à, con đâu có tiền đâu mà con mướn, con ước mơ con trồng rau đi bán hàng ngày chứ.
Rồi con mướn cái đó thì nó hết khoảng bao nhiêu tiền? Mướn cái mặt bằng đó, cái ruộng đó hết khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái bên nhà đó là 10 triệu á chú. 10 triệu mà một năm trời là trồng ba công ở trên đó, thì trồng rau, trồng rác ở dưới, thì trồng cô nhút á chú. Ở sau nhà của cô Tiên á, cô Dân đó. Rồi con có Dạ. nghĩa là con cũng cũng muốn làm cái điều đó hả? Dạ, chồng con nó giỏi bên chuyên gia bên cái rau đó đó chú. Rồi ảnh cũng nói, ảnh nói em ơi chắc mình có tiền chú Dĩ giúp đỡ cho vợ chồng mình, thì chắc mình mướn đó các cái chậu ngoài ấy, như mình bằng ngày ấy, thì mình làm mình về ngủ ở đây thì Đúng mình làm, rồi. chứ đừng nghe lời chú Dĩ thì mới đi bắt ốc có cua nữa. Anh có nói bằng đêm nói với con vậy đó. Trời, Thì con ngay biết không, cả ở rau đây này nè, là hiện tại thì như hồi nãy chú tính hình như được 7 triệu hay gì phải không? Được khoảng 7 dạ. triệu gì đó. Đừng con xuống đi con. Rồi để coi nếu ví dụ như Mạnh Thường Quân mà có cho con được thêm á thì là tốt, nó đủ đủ 10 triệu. Mà nếu không nữa thì nếu ví dụ như Mạnh Thường Quân mà không có cho thêm nữa thì để rồi chú xoay sở. Chú xoay sở chú giúp Dạ. con. Con cảm ơn chú. Con nên Dạ. làm cái điều đó đi, con nên làm cái điều Dạ. đó đi, làm trồng rau này kia đó, đầu tư vào trồng Dạ. rau này kia đó, chứ đừng có đi bắt cua bắt ốc này kia nữa, bởi vì nó như vậy nè. Thứ nhất là cái chuyện mà nghiệp thì đã đành, Dạ. sát sanh rồi gọi là bắt con này con kia thì sát sanh thì đã đành, nhưng mà ngược lại nữa đó con, cái việc đó nó thứ nhất là nó bấp bênh nè, thứ hai nữa là con lội dưới nước hoài thì chú cũng có đọc comment của các cô chú anh chị là có khuyên con đó, là con mà Dạ. phụ nữ mà con ngâm ở dưới nước hoài như vậy là nó dễ bị bệnh lắm á. Dạ, cảm ơn chú. Có một kỳ con kể chú nghe nha, con sợ tới giờ luôn, con không dám ăn con ếch luôn á. À, chồng con bắt được ếch là 350 g. Cái bữa đó là kêu con mặn đi, anh để mặn thịt cho con ăn. Cái tự nhiên con về con hớt nó ba cái chân đi, với con mắt mất tiêu luôn. Cái nó nhảy dưới mương đi, cái nó nửa tháng sau cái nó lên chú, nó lên xong nó ăn cơm nguội với chú, nó còn sống với chú. Rồi con bệnh nó từ một năm trời với bà nhà thương Vĩnh Long luôn á chú, nằm nhìn bệnh viện Vĩnh Long luôn á chú. Nó bị lở tay chân miệng tùm lum trơn, nó bệnh một năm trời ở dưới, con chỉ biết nước mắt cho con cơm ăn luôn á chú. Rồi từ đó Đó, tới sau con không dám sát sanh nữa đó chú. có nghĩa là con chặt chân nó. Dạ, ba chân với hai con mắt nó mất tiêu luôn chú. Rồi cái nó nửa tháng sau cái nó còn lỗ cơm nguội cho gà vịt ăn đó chú. Cái nó leo lên nó ăn, cái con nó bị nó nổi mà bụt nước đó chú, nó lan lan tùm lum hết trơn á. Nó nằm bệnh viện Vĩnh Long á, bốn năm đứa ở dưới luôn, rồi một năm trời ở dưới luôn đó chú. Rồi Trời bởi ơi. vậy từ đó thì sao con không dám tái sanh nữa, con mằng con này con kia nữa. Con chỉ đi bán này bán kia đi, rồi con hỏi chú là đời sống mà con không đi làm á, đâu có sống được, mà con hỏi chú mướn á, vì người ta không có mướn hoài. Nó như giờ dịch bệnh như vậy nè, rồi hỏi chú con mua mì, con mua ba thùng mì, với con mua 50 kg gạo con để sẵn như vậy nè chú, với hột vịt á cho con ăn á. Vậy thì con thấy con ớt đó, vậy rồi con nó thấy con, nó có sợ không, nó có con biết sợ không? Con thấy sợ luôn mà nó ốm nhom ốm nhách ăn không được, cái mình còn người mình đứt tay mình còn đau chứ nói chi con thú vật. nhưng Bởi vì vậy mà mà nhưng mà con biết. con làm con trọt mắt nó rồi trọt hai mắt rồi chặt ba chân, còn có một chân một, Dạ còn có một chân rồi chú, mà nó leo lên nó ăn thịt chú. vậy khi con gặp lại nó thì thấy nó có lành vết thương chưa? Dạ nó lành rồi mà có một cái nó không thấy đường, nó liếm liếm cái nó le lưỡi nó liếm cơm á chú. Trời ơi. Vậy đó chú, mà con bệnh nó đúng một năm trời, đi lên bệnh viện từ nó ở trên thành phố con trị bệnh mà nó không hết, nhà chùa mới cho con cái nhà đó chú. Rồi con gái con ăn ở trai trường 3 năm trời chú, ở nhà chùa mới cho con nhà đó, Bởi chuyện nó vậy thôi chú. bây giờ đi bắt nữa thấy cũng cũng sợ quá, mà thấy bây giờ thật sự giống như hôm bữa đó chú thấy con bắt á, thấy con bắt con rinh vô chú tính mua để chú phóng sinh đó, nhưng mà nghĩ lại bây giờ mình phóng sinh cái đó thì con lấy gì nó ăn, nên thôi đó, chứ bây giờ về sau đó con giảm bớt cái chuyện đó đi, con giảm bớt cái Dạ, chuyện rồi đi con nghe lời chú. bắt Dạ, cá bắt con đi ốc bắt này kia mà. đi. Như Về con trồng rau, con trồng rau, ước mơ con trồng rau, cái em đi bán đó chú, con ra chợ con nào bán, rồi con về. thì bữa nào nó bớt dịch thì chú xuống nghe, bữa nào bớt dịch thì chú xuống. Còn cái đất Dạ. đó đó thì con đặt vấn đề với người ta trước đi, để rồi mất công người ta cho người ta người khác mướn đó, con đặt vấn Dạ, vấn đề với người ta trước đi.
bà con cũng có nói, bà nói là muốn mướn á gì đưa trước đi rồi bà cho làm hợp đồng, người ta làm giấy cái giấy giấy tờ tay á chú, rồi như ví dụ 2 năm, 1 năm, 3 năm gì đó rồi hợp đồng hết rồi xong cái đưa trước 1 năm rồi người ta cho làm nữa vậy đó. Thì con đặt đặt vấn đề với người ta trước đi, rồi nay sẵn nó có Mạnh Thường Quân có gửi được 7 triệu đó rồi, rồi còn thiếu nữa chú giúp cho nha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Mạnh Thường Quân có dặn con là đừng có đi dầm ở dưới nước này kia nhiều, sau này nó sẽ bị ung thư tử cung này kia đó con, bị bệnh tử cung, Dạ. bệnh phụ nữ này kia Dạ. đó. Dạ. Nên là theo cái kinh nghiệm của chú đó, nếu mà bữa nào con có đi bắt nữa đó thì con về con tắm rửa sạch sẽ xong là con nằm úp lại nghe không, Dạ. nằm úp hoặc là nằm nghiêng nữa cho nó rõ nước nghe không. Dạ. Con kể chú nghe, rau nhút á, trồng á, bán là 1 ký được 10 ngàn, mười mấy ngàn mà ở đây người ta thu gom cho mình luôn á, không có đi chợ như mình có lái á chú. Mình chỉ cắt lên là mình căng cho người ta. Giống hệt cái gì mà bữa hổm á, bà mà bữa hổm trồng con nhút đó chú, nhớ không? Chú nhớ. Đó, vậy đó. Đúng rồi, thì canh tác về trồng rau, trồng bí, trồng này kia trên cái đất đai đó mà sinh sống. Dạ, con trồng mớp, trồng bầu rồi đó chú. Đúng rồi, đúng rồi. Con mua hột về cái con gieo con trồng vậy đó chú, con đi ra ngoài ruộng con hút gom á, xin gom người ta đó rồi con về con trồng. Rồi bệnh COVID vậy thì con cũng hạn chế đi ra ngoài chợ, đi bán trái cây này coi ngoài chợ nha. Lỡ mà dính Dạ COVID con một có cái đi. á, là gia đình con mà nghèo khổ như vậy, lỡ dính COVID một cái là chết luôn á. Không Dạ có con không có tiền là đi chết đâu á. hết á. Dạ tối ngày con trong nhà, con với mấy con trong nhà, con không có dám cho đi đâu chứ. Dạ. Đó, ok con vậy nha. Dạ, Rồi con nhắn nhớ chú. lời chú dặn chưa? Dạ con nghe. Con nhớ làm sao? Con nhớ làm sao nói nhắc Dạ. lại chú nghe coi. Dạ con nhớ nói chú là giảm lại là không có đi bắt cua bắt ốc. Rồi nếu có Dạ đi thì về làm sao? hay về nằm úp xuống. Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm úp xuống. Dạ. Con biết nằm úp Nha để làm chị gì ha. không? Dạ con biết. Nằm úp để làm gì con nhớ con biết không? Dạ con cũng nghe mấy gì mà phụ nữ phụ khoa đó, người ta nói là mình phụ nữ á, cái nước mà vô của mình á là bị bệnh ung thư á, mà tại vì con chú biết sao không, con đi Bắc á thì hỏi chú con gì đông vậy đó, và hỏi chú á, con cực thiệt mà cũng 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 vì mình mà mình cực, tự mình làm khổ mình chứ không có ai làm khổ mình á. Bởi vậy đàn ông chỉ một thôi chú ơi, mình hừ hỏi con mình vậy nè, hỏi chú hỏi sao mà nó bệnh đau còn hơn đó nữa, con phải giữ Đó, bởi vì con nằm không có nhớ thời nhớ gian. nhớ tắm rửa xong nằm úp cho nó rõ nước nghe không? Dạ Vậy ha. dạ Rồi, chào con nha. dạ À, đó thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua câu chuyện của vợ ông Lựu trình bày. Thì thưa quý vị, cũng vì do cái mùa dịch này nên Tuấn Vĩ rất là hạn chế đi. Tuấn Vĩ không dám đến những hoàn cảnh hay là đến những cái nhân vật mà quý vị đã gửi tiền. Nên là sẵn đây thì Tuấn Vĩ cũng đã thông báo cho vợ ông Lựu cái việc là Tuấn Vĩ cũng nhận thêm được khoảng 7 triệu đồng. Thì thấy vợ chồng Lựu có cái chí hướng làm ăn như vậy, tính mướn đất để trồng rau này kia để mà phát triển nuôi con, thì Tuấn Vĩ cũng rất là hoan nghênh về cái chuyện đó. Tuy rằng là cái chuyện ví dụ như là bắt ốc bắt cua này kia thì do đói khát quá thì phải bắt vậy thôi, chứ thật ra làm cái việc đó sát sanh thì cũng không nên, vì con vật thì nó cũng như con người, nó cũng là một cái mạng sống, nó cũng đầu đen máu đỏ, nó cũng thiết tha được sống. Bắt nó vậy thì theo như trong đạo Phật thì gọi là không không nên sát sinh quý vị. Thì Tuấn Vĩ rất là hoan nghênh cái việc là vợ chồng cũng muốn vươn lên để làm ăn, nhưng mà do không có vốn nên là sẵn có 7 triệu của các cô chú anh chị đó rồi, thì bữa nào mà bớt dịch đó thì nếu ví dụ như không có ai gửi thêm nữa đó thì Tuấn Vĩ cũng cho em nó 3 triệu nữa để cho đầy 10 triệu để mướn miếng đất để nó canh tác, nó làm ăn, rồi trồng bầu trồng bí trồng này trồng kia đó quý vị. Chứ con cái đông vậy đất đai không có thế cũng tội. Nói chung vợ ông Lựu thì thật sự là khi Tuấn Vĩ tiếp xúc á, thì Tuấn Vĩ thấy rất là thương, thương vợ chồng nó hiền lành. Chỉ có một cái là tại cái tội là đông con quá thì nghèo, chứ cũng rất là chịu khó làm ăn, ngày nào như ngày nấy là cũng đi bắt cua bắt ốc rồi này kia để mà nuôi con, chứ không phải là kiểu lười biếng hoặc này kia đó quý vị.
Nên là nay Tôn Vị cũng xin cập nhật thông tin của vợ Lựu cho quý vị và các bạn chúng ta được biết vậy nha quý vị nha. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi, cũng như là đã hỗ trợ cho gia đình vợ Lựu trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Nhớ tắm rửa rồi nằm nghiêng nha quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị. Nhớ đăng ký kênh cho Tôn Vị nha quý vị nha. Xin chào tạm biệt quý vị.